Chuyển sang các thông tin trong lĩnh vực thủy sản. Bão số 4 đi qua, đây là lúc nhiều ngư dân khẩn trương chuẩn bị phương tiện nhu yếu phẩm để vươn khơi trở lại với mong muốn gặt được nhiều lộc biển sau bão. Theo kinh nghiệm của ngư dân thì sau bão, cơ hội trúng đậm mẻ cá nhiều hơn so với bình thường, nên các chủ tàu đều tranh thủ ra khơi sớm. Tại các cảng ở tỉnh Quảng Ngãi, có 1.750 tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh về neo trú, tránh bão. Ngay sau bão số 4, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Quảng Ngãi đã cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt. Thời điểm này, hầu hết các tàu thuyền neo đậu tại các cảng neo trú đã sẵn sàng cho những chuyến biển mới. Ban quản lý các cảng cá cũng đã lên kế hoạch sắp xếp, bố trí thứ tự các tàu lấy hàng hợp lý trong thời gian nhanh nhất có thể. Đồng thời, yêu cầu bộ phận hậu cần cảng luôn sẵn sàng cung ứng kịp thời xăng dầu, đá, nhu yếu phẩm để các tàu sớm vươn khơi.